Bò ơi, bò ăn gì mà to thế? Bò ăn cỏ không đó? Ăn cỏ mà bự vậy hả? Có ăn gì khác nữa không? Bò ăn rơm nữa đó, người cá ti ưn. Ăn rơm với ăn cỏ là mấy thứ như nhau mà. Bò nói thiệt đó, bò chỉ ăn rơm cỏ thôi à. To khỏe là nhờ mỗi ngày bà chủ bắt bò kéo xe thồ 3 tiếng đồng hồ. Trời, sao bà chủ thương bò quá vậy? Đúng rồi, bà chủ thương bò lắm, nên ngày nào bò cũng cho bà chủ sữa uống đó nha. Người cá ti ưn hỏi các bạn nhỏ muốn uống sữa bò không, bò lấy cho nè. Sao bò tốt quá vậy mà bà chủ nói sẽ làm thịt bò đãi tiệc ngày mai đó? Thật không người cá ti ưn? Nếu vậy hãy giúp bò ăn thật nhiều cỏ đi. Bò cần phải có thật nhiều sữa để cho bò con và bà chủ lần cuối. Tại sao bò lại phải như vậy chứ? Hết lòng phục vụ con người để bị mang tiếng ngu như bò. Nhưng mà ti ưn nói giỡn thôi. Bà chủ không tính ăn thịt bò đâu, yên tâm ăn cỏ đi nhé. Thế giới đã có người cá lo. Bò chính là bạn thân của chúng ta. Bò ơi, ăn cỏ đi. Rồi cho Tiun sữa thôi nha. Tiun không ăn thịt bò đâu nha. Các em của Tiun có hứa chúng ta sẽ không ăn thịt bò nữa không? Không. Tại sao kỳ vậy?